Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Thưa toàn thể quý vị, quý vị đang xem chương trình điểm tin Phật sự 20 giờ hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Quý vị thân mến, nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2564, Phật sự online xin kính gửi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật tử trong và ngoài nước lời kính chúc sức khỏe, hưởng một mùa Vu Lan nhiều an lạc và hạnh phúc. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2020 có những nội dung chính sau đây. Đồng Tháp tại chùa Phước Hưng, phường 1, thành phố Sa Đéc, các đoàn đến kính viếng lễ tang cố đại lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ ngày thứ hai. Thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố ban hành thông báo về việc tổ chức pháp hội Vu Lan Phật lịch 2564 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Thừa Thiên Huế, Tăng ni thí sinh vân tập về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường An Tây, thành phố Huế, thực hiện các thủ tục chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 11. Thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức cuộc thi nguyện làm con thảo đã có buổi họp cùng hội đồng giám khảo để thống nhất tiêu chí chấm giải cũng như họp bàn kế hoạch cho lễ tổng kết trao giải. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, như thông tin đã đưa, do Cao Niên lập trưởng, Đại lão Hòa Thượng Thích Thiện Huệ đã thuận thế vô thường, an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2020 nhằm ngày 28 tháng 6 năm canh tí tại Chùa Phước Hưng, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, trụ thế 80 năm, Hạ Lạp 58 năm. Hôm qua, nhiều đoàn đã đến kính viếng trong ngày thứ hai tang lễ cố Hòa Thượng trong ngày thứ hai tang lễ của đại lão hòa thượng thích thiện huệ ngày 19 tháng 8 năm 2020 nhằm mùng 1 tháng 7 năm canh tí ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến đã tiếp tục đón nhận nhiều vòng hoa và phẩm vật của các phái đoàn đến kính viếng tang lễ theo đó đoàn chư tôn đức trong ban trị sự do hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, bạc liêu, Đồng Nai thân lâm về chùa Phước Hưng thắp hương tưởng niệm cầu nguyện giác linh cố đại lão hòa thượng thích thiện huệ tân viên tịch cao đăng phật quốc hội nhập ta bà quả độ chúng sanh lợi lạc hữu tình tiếp theo là sự kính viếng của các phái đoàn ban pháp chế ban thông tin truyền thông phật giáo tỉnh đồng tháp ban trị sự do hội phật giáo việt nam thành phố sa đéc thành phố cao lãnh tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh chư tôn đức thường trực ban trị sự do hội phật giáo việt nam tỉnh cũng trở về với những lãng hoa kính viếng bày tỏ niềm tôn kính thương tiếc đến cố đại lão hòa thượng các phái đoàn hội liên hiệp thanh niên tỉnh công an tỉnh đồng tháp thành đoàn sa đéc liên đoàn lao động thành phố sa đéc các cơ quan ban ngành chính phường xã thuộc thành phố sa đéc cũng thân lâm trở về lễ đường nơi đặt kim quan nhục thân cố đại lão hòa thượng cùng dân hương tưởng niệm hữu nhiễu kim quan đồng thời thân bút ký sổ tang lưu niệm trước giác linh đài ân sư môn nhân pháp quyến phủ phục cung kính lắng nghe lời phân ưu của chư tôn đức các phái đoàn kính viếng dân lời tưởng niệm cung kính ngợi ca công đức của ngài bậc tòng lâm thạch trụ vị lãnh đạo tối cao của phật giáo tỉnh đồng tháp suốt cuộc đời cố đại lão hòa thượng thích thiện huệ luôn tận tụy vì sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài ngài đem thân thị chúng với ước mong hàng hậu học sẽ tự nỗ lực rèn luyện đạo phong và sở học đem cả trí tuệ tâm lực phụng sự cho ngôi nhà chánh pháp được xương minh Cuộc đời hòa thượng là tấm gương sáng, là tấm lòng dì đạo và thương tưởng lớp hậu tấn, xứng đáng cho tất cả hàng tăng ni thế hệ trẻ luôn noi theo, nối bước. Những hình ảnh dung dị, gần gũi, nếp sống lục hòa cùng huynh đệ và những lời dạy của cố hòa thượng còn sống mãi trong lòng huynh đệ, trong lòng người đệ tử và chư tăng ni tỉnh Đồng Tháp. Sáng ngày 18 tháng 8, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng giám luật Hội đồng chứng minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã ấn ký ban hành thông báo số 292 về việc tổ chức pháp hội Vu Lan Phật lịch 2564 tại thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đồng thời gửi thông báo này đến quý ban chuyên ngành Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 24 quận huyện, chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo nêu rõ hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành, khu vực trong cả nước làm ảnh hưởng đến hoạt động trong xã hội. Trong đó có hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tinh thần công văn số 185 suyệt HDTS BV1 ngày 15 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc khóa lễ vu lan báo hiếu Phật lịch 2.564 dương lịch 2020 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Để đảm bảo sức khỏe cho từng cá nhân, tránh lây nhiễm bệnh trong cộng đồng, không làm ảnh hưởng đến truyền thống vu lan báo hiếu của Phật giáo từ ngàn xưa, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo một, quý ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, huyện có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19 để hướng dẫn chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn Phật giáo quận, huyện do quý ban quản lý để thống nhất biện pháp tổ chức pháp hội Vu Lan Phật lịch hai năm trăm sáu mươi bốn cho phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 thực tế tại địa phương. Trong trường hợp không thể tập trung đông người, các khóa lễ tri ân, báo ân, cầu nguyện quốc thế dân an âm siêu dương thành của các tự viện tại 24 quận, quận huyện cần trực tuyến hoặc vận dụng Phật sự online, mạng xã hội Phật giáo Buddha của giáo hội để chuyển tải thông điệp từ bi trí tuệ của Đức Phật đến với cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, Chính quyền địa phương. 2. Quý ban chuyên ngành Phật giáo thành phố cần thực hiện nhiều chương trình hoạt động Phật sự mang tính truyền bá chánh pháp, giáo dục văn hóa dân tộc để truyền thông đến cộng đồng nhân mùa vua lan báo hiếu nhằm lan tỏa nhiều năng lượng an lành, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần của mọi người trong xã hội. 3. Ba, ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố tranh thủ triển khai thực hiện các chương trình hoạt động từ thiện thiết thực nhằm hướng đến tinh thần, tri ân, báo ân, nhân mùa vu lan báo hiếu, quan tâm đúng mức đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, đặc biệt gây quỹ ủng hộ các trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19, cứu trợ các gia đình cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội do ảnh hưởng của đại dịch. Thưa quý vị, trên tinh thần trách nhiệm chung của toàn xã hội, giữ vững kỹ cương trong hệ thống tổ chức xã hội, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quý ban chư Tùng đức tăng ni, Phật tử tín đồ Phật giáo trên địa bàn thành phố thực hiện tốt tinh thần thông báo này. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thưa quý vị, ngày mai 21 tháng 8, tăng ni thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 11, niên khóa 2020-2024 sẽ chính thức bước vào kỳ thi làm bài các môn thi đầu tiên là Phật Pháp, Môn Sinh và Cổ Ngữ. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển, sáng nay toàn thể tăng ni thí sinh đã phân tập về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường An Tây, thành phố Huế, thực hiện các thủ tục chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi. Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2020, tất cả tăng ni thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 11, 2020-2024 đã vân tập về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường An Tây, thành phố Huế để nhận phiếu dự thi, tìm hiểu sơ đồ thi và kiểm tra y tế trước khi bước vào kỳ thi chính thức vào sáng ngày mai, 21 tháng 8 năm 2020. Theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh, kỳ thi tuyển sinh khóa 11 2020-2024 sẽ được tổ chức trong hai đợt. Đợt 1 dành cho các thí sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh không bị giãn cách xã hội. Riêng các thí sinh tại các tỉnh thành đang bị giãn cách xã hội, học viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đợt 2 sau khi có thông báo chính thức của Bộ Y tế và Ủy ban Phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội. Được biết, hiện đã có 186 hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 11. Lịch thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 11 2020 2024 như sau. Ngày 21 tháng 8 năm 2020, tức ngày mùng 3 tháng 7 năm canh tí, 6 giờ sáng tăng ni sinh tập trung, 7 giờ 30 thi môn Phật Pháp, 14 giờ thi môn sinh cổ ngữ. Ngày 22 tháng 8 năm 2020, tức ngày mùng 4 tháng 7 năm canh tí, 7 giờ 30 phút sáng thi môn văn học Việt Nam. Cũng tại Thừa Thiên Huế, vừa qua lễ bổ nhiệm Đại Đức Thích Thiền Ngộ, trụ trì niệm Phật đường Sơn Nguyên đã được diễn ra trang nghiêm trọng thể dưới sự chứng minh tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và lãnh đạo chính quyền tỉnh nhà. Sáng ngày 22 tháng 7, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 năm canh tí, tại niệm Phật đường Sơn Nguyên, đường Giải Phóng A So, tổ dân phố 3, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã trang nghiêm diễn ra lễ bổ nhiệm chú trì niệm Phật đường Sơn Nguyên cho Đại Đức Thích Thiền Ngộ quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thừa thiên huế hòa thượng thích huệ phước ủy viên hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam phó trưởng ban hoàng pháp trung ương trưởng phân ban hoàng pháp hải ngoại phó trưởng ban trị sự kiêm tránh thư ký ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh giáo phẩm chứng minh ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện a lưới thượng tọa thích lương nguyên trưởng ban nghi lễ giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đại đức thích quang tư phó thư ký kiêm tránh văn phòng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh Thượng tọa Thích Thiền Trí, trưởng ban Hoàng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Hiền Tịnh, Thượng tọa Thích Chí Đăng, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới cùng chư tôn đức trưởng ban trị sự các huyện, thị xã, chư tôn đức tăng ni chú trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cũng như ngoài tỉnh, đại diện chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện lãnh đạo huyện A Lưới cùng đông đảo thiện tín nam nữ Phật tử đồng tham dự. Tại buổi lễ, Đại Đức Trưởng Ban Trị Sự và Ban Tổ chức Lễ Bổ Nhiệm Chú Trì Thích Tâm Phương cho biết, tại huyện a lưới nơi biên giới vùng cao này mới chỉ có hai ngôi niệm phật đường sơn thủy và sơn nguyên mang ý nghĩa ẩm thủy tư nguyên uống nước nhớ nguồn Niệm Phật Đường Sơn Thủy được hình thành vào đầu năm 1993. Đến năm 2013, ngôi niệm Phật Đường Sơn Nguyên chính thức thành lập. Nhân lễ kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn 15 tháng 2 năm Ất Mùi 2015, Ban hộ tự cùng toàn thể Phật tử với lòng thành kính tri ân tổ chức trọng thể đại lễ trai đàn cầu nguyện quốc Thái Dân An và lễ đặt đá xây dựng ngôi niệm Phật Đường Sơn Nguyên. Giữa tháng 7 năm 2019, Ban Hộ Tự và Phật Tử Niệm Phật Đường Sơn Nguyên mong ước thiết tha được cung thỉnh Đại Đức Thích Thiền Ngộ đang tu học tại Chùa Từ Lâm, thành phố Huế về thường trú ngôi niệm Phật Đường này để phụng sự tam bảo và hướng dẫn đồng bào Phật tử tu học. Lễ nhập tự của Đại Đức Thích Thiền Ngộ đã được diễn ra trang nghiêm trọng thể vào ngày 8 tháng 12 năm 2019 dưới sự chứng minh tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni Thường Trực Ban Trị Sự và lãnh đạo chính quyền huyện nhà A Lưới. Tại buổi lễ, sau khi Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị Sự trao quyết định chính thức bổ nhiệm chú trì, nhiều lãng hoa phần quà cũng được trao tặng chúc mừng Đại Đức Thích Thiền Ngộ. Quý vị thân mến, cuộc thi Nguyện Làm Con Thảo do kênh thông tin tổng hợp Phật sự online phối hợp cùng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện đã chính thức ngừng nhận bài thi vào hôm qua ngày 19 tháng 8 năm 2020 nhằm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch sau hơn một tháng nhận bài, ban bà tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi với nhiều thể loại như tâm thư, tùy bút, truyện ngắn, âm nhạc, video clip từ khắp ba miền Bắc-Trung-Nam và hải ngoại gửi về. Trong buổi sáng nay, ngày 20 tháng 8, ban tổ chức cuộc thi đã có buổi họp cùng hội đồng giám khảo để thống nhất tiêu chí chấm giải cũng như họp bàn kế hoạch cho lễ tổng kết trao giải sáng ngày 20 tháng 8 năm 2020 nhằm ngày 2 tháng 7 năm canh tí tại Tu viện Khánh An, phường An Phú Đông, quận 12. Ban tổ chức cuộc thi Nguyện làm con Thảo đã tổ chức buổi họp thảo luận và thống nhất tiêu chí để chấm giải. Tham dự buổi họp có Thượng tọa Thích Trí Chân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Ban Văn hóa Trung ương, Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Viện chủ Tu viện Khánh An, Đồng trưởng Ban tổ chức. Đại Đức Thích Minh Ân, Phó Tổng Biên Tập kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online cùng Chư Tôn Đức thành viên Ban Văn Hóa. Hội đồng giám khảo có sự tham dự của giáo sư Nguyễn Khắc Thuần, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, đạo diễn Nguyễn Huỳnh, đạo diễn kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online cùng các thành viên ban biên tập chương trình. Theo báo cáo của ban tổ chức cuộc thi, sau khi hết hạn nhận bài, số lượng bài dự thi đã tiếp nhận tổng cộng hơn 200 tác phẩm dự thi, trong đó số lượng bài dự thi đủ tiêu chí tham gia là 188 bài. Số lượng bài dự thi vượt qua vòng sơ khảo và vòng chung khảo là 53 bài. Được biết cuộc thi nguyện làm con thảo hướng về đại lễ Vu Lan Phật lịch 2564 dương lịch 2020 do kênh thông tin tổng hợp Phật sự online phối hợp cùng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã có sự lan tỏa rộng khắp tất cả mọi miền trên cả nước. Đặc biệt ban tổ chức đã tiếp nhận được các bài dự thi gửi về từ hải ngoại như Canada, Pháp, Mỹ, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, vân vân. Các tác phẩm dự thi phong phú nhiều thể loại, chủ yếu là các tác phẩm tâm thư, tùy bút, thơ, âm nhạc và video clip. Ban giám khảo đã thống nhất tiêu chí chấm điểm cho cuộc thi lần này theo từng thể loại tác phẩm, mỗi thể loại đều có giải thưởng riêng. Được biết, chương trình tổng kết và trao giải sẽ được phát trực tiếp vào lúc 20h30 phút ngày 1 tháng 9 năm 2020 nhằm ngày 14 tháng 7 năm canh tí trên kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. cuối chương trình là phần tin từ thiện. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đã gây nhiều hệ lụy đến đời sống mọi người, nhất là bà con hộ nghèo ở nông thôn vốn đã không đầy đủ, nay lại càng thêm gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đại Đức Thích Minh Hiếu, Phó Ban Hoàng Pháp Phật Giáo thành phố Cần Thơ, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật Giáo huyện Vĩnh Thạnh đã vận động Phật tử cùng các mạnh thường quân khắp nơi cùng đóng góp để mở siêu thị hạnh phúc không đồng với mục đích để bà con thoải mái dễ dàng lựa chọn các vật phẩm cần dùng cho gia đình và có thêm niềm vui trong cuộc sống. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2020, tại tỉnh xã Ngọc Liên, Đại Đức Thích Minh Hiếu đã khai trương siêu thị hạnh phúc dành cho hộ nghèo và hộ cận nghèo tại địa phương. Trước khi các băng khai trương, ba tổ chức đã dân hương lễ Phật, lễ tổ chứng minh gia hộ cho Phật sự được viên thành. Những người mua hàng tại siêu thị không đồng là hộ nghèo và hộ cận nghèo cùng những bà con bán vé số tại địa phương mỗi hộ sẽ đến siêu thị 5 ngày một lần để đảm bảo ai cũng được chia sẻ vượt qua khó khăn. Khi đến siêu thị, bà con sẽ được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và phát tờ phiếu trị giá 70.000 đồng để mua sắm 30 mặt hàng được trưng bày tại giảng đường, dầu, đường, bột ngọt, gạo, mì, tập, dân dân. Ngoài ra, bà con còn được nhận miễn phí tranh tượng Phật, nhang đèn và hai bộ quần áo. Siêu thị hoạt động từ 8 giờ đến 19 giờ hàng ngày, từ ngày 19 tháng 8 năm 2020, mùng 1 tháng 7 âm lịch đến ngày 2 tháng 9 năm 2020, nhằm rằm tháng 7 âm lịch năm canh tí. Thưa quý vị, chương trình điểm tin 20 giờ hôm nay của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.